Soviet.vn bán được một bài uy tín, giá rẻ, chất lượng hàng đầu Việt Nam, còn có vòng quay cùng mini game vô cùng hấp dẫn, chương trình giảm giá tới tận 50%. Anh em nhớ lên shop ủng hộ mua Việt nha. Hello, chào mừng anh em trở lại kênh bài mua Việt nha. Ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tia chớp theo cầu rất nhiều bạn. Mùa 21 vẫn là meta của những con tướng sát thủ phép. Vậy thì con tướng sát thủ phép đắt nhất Game Mobile có còn có thể là mưa làm gió hay không? Thì tất nhiên là có. Và mình sẽ hướng dẫn anh em đơn giản combo chiêu 1 đánh thường chiêu 2 chiêu cuối giật cái bóng chiêu 1 về như sách giáo khoa đúng không em ơi? Nhưng các bạn muốn chơi tốt sát thủ thì các bạn phải có bản năng săn mồi của sát thủ. Ví dụ pha này đến là chắc chắn lụng được đôi mạng là cái ít nha, không thì ba mạng luôn em ơi. Omen ấy à, Omen biến về mất tiêu rồi, đúng là hai mạng. Ôi mình xin game dễ lại phải xanh, quá xanh luôn rồi. 3-0-0-0, mình không ăn rồng đâu, mình đi ăn mạng phê hơn. Ví dụ nha, tiếp tục combo lại cho anh em là chưa biết được combo của Flash. Chưa một đánh thường chiêu hai chiêu cuối giật bóng chưa một về, anh em thấy như sách giáo khoa. Mà bây giờ về dầu ấy vẫn còn kịp. Ok, anh em thấy dễ chưa? Nhớ sai phù hiệu và bằng ngọc và trang bị giống Mô Việt để bên dưới nha, cùng bằng ngọc trong phần mô tả video clip của Mô Việt. Cái đích xin muốn ok thì mình sẽ ok bạn nhiều hơn. Lại chỉ có là hai phát thôi, bây giờ sẽ là thêm nha. Ui, chim chơi game may mắn kìa. Bạn Omen cứ tưởng là chim bay nhưng không ngờ chim bị gãy cánh vào đó. Ôi, yếu hết chiêu. Thôi, có khi là chơi Clixy luôn nha. Clixy. Ôi, mình chưa đánh thương được. Thôi, chạy nha. Và đây đứng sẵn ở cái bóng của mình rồi. Chơi con này thì cũng chú ý là những trường hợp mà chúng ta bị chặn bóng thì các bạn nên chạy ra vị trí khác, giống như chơi Murat. Murat thì bị anh em lãng quên, còn đây là vị tướng mình nghĩ khỏe. Anh em đừng có quên nó nha. Cái xi tiếp này. Nhưng mà hơi xa anh em, hơi xa. Chim thì cũng thiếu đam. Thôi bỏ đi. Chơi con tướng sát thủ phép, nếu mà đi rừng các bạn nên dùng một chút ngọc hút máu phép để các bạn có thể nói chung là yếu máu vào rừng, các bạn đầy máu thì các bạn sẽ đi gank và các bạn sẽ gank được nhiều hơn, có nhiều thời gian trên map hơn chứ không phải là chạy về hoặc biến về. Biến về nhiều, chạy về nhiều các bạn sẽ không thể gank được nhiều và cũng không hack được vàng nhiều, cũng không ăn được mạng nhiều đâu. Con hồng hạc này. Ôi nhiên pha mà đường giữa vậy. Ok, hay nắm gấu ơi, mình chỉ đợi bạn đến là combo cùng với nhau thôi. Anh em thấy chơi con này dễ không? Cực kỳ dễ. Ây da, mình ngược chiêu. Nhưng anh em ơi, bật hack map lên, sẵn sàng. Rồi đấm vào trong bụi, bụp. Có mạng. Đơn giản. Nó thực sự rất đơn giản. Ôi bé theo làm gì vậy? Về đi theo ơi. Đợi tí nha. Đây là có đủ đam này. Mình đang xanh mà. Đủ đam là cái chắc chắn luôn. Các bạn muốn nhiều đam trong cái chương 1 thì các bạn chương 1 trúng lần đầu. Lượt đi, lượt về cũng trúng luôn thì các bạn sẽ có nhiều sát thương hơn. Còn bây giờ là đủ combo thì kiểu gì chạy được. Đấy đi bơi. Lại còn đứng. Đứng bật chiêu cuối tha mạng bé theo đấy chứ. Game thực sự rất là dễ luôn. Và 1 phút thứ 4 làm nhẹ 8 mạng. Thế này thì TTT cũng đã hết rồi. Chắc có lẽ là anh em cũng sẵn sàng chuẩn bị với công việc, với việc đi học. À không, bây giờ học online hay là đi học gì đó. Thì các bạn cũng cố gắng nha. Năm mới 2022 mình phải cố gắng để rực rỡ hơn. Thực ra thì cái gì vậy trời? Gánh ông nội mày out đây. Mình chỉ đi ăn hôi thôi mà, không phải là gánh đâu. Bởi vì team mình cũng chưa cần gánh. Khi nào các bạn cần gánh mình sẽ gánh, còn bây giờ thì chưa cần gánh. Bởi vì nếu chưa cái mạng của mình đi thì team vẫn thắng 2-1 mà. Thế trận thì nói chung là cũng ngang nhau thôi. Nhưng mà ở cái vị trí kinh khủng nhất trên bản đồ chính là đây. Đây con gì nó màu xanh xanh nó đang chạy bộ này anh em ơi. Đây có mạng là cái chắc chắn luôn rồi. Lên cao tí nào. Ok, đợi tí nha. Ở đấy là hơi xa, mình dọn lính xong rồi mình chơi combo đây.
Từ từ nha chim ơi, mình chưa có góc. Ơi chim cần thấy bị móc. Ok này, quả này chơi này. Chạy 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 hộ. Ok, giật cái bóng về. Bởi vì muốn ăn mình lắm anh em ơi, nhưng mà không có được. Trong cái trường hợp các bạn bay cho một vô mà với hoặc là cảm thấy chưa đủ đam, anh em đấm chương 2 và không đấm chương 2, anh em lui về luôn nha. Nó đợi hồi chương 1 cũng rất là nhanh thôi, bởi vì anh em đi rừng sẽ có bùa xanh. Đấy, hồi chiêu nhanh, đồ rừng có hồi chiêu các kiểu thì các bạn sẽ tiếp tục, có thể là hồi chương 1 và tiếp tục đấm tiếp. Thế là chưa nhiều kiểu, mình sẽ chơi kiểu cấu diệt trước so với combo. Đấy, thì tục đội xanh anh em thôi. Ui, sao không giật được về nhỉ? Về đấm phát là Chris lên bản đánh số luôn. Đợi hồi chương 1 nha. Thôi tôi bỏ đi, không có sai, không có sai bạn ơi. Giờ hỗ trợ bạn theo này. Ở bên này có người khóa phát ngôn của theo, bên kia khóa phát ngôn của DC. Ở cái đội nói nhiều mà là kiểu gì cũng bị khóa luôn. Như thế cho nó nhanh, không cần thiết phải đôi co với các bạn hay nói nhiều đâu. Ở hôm nay thì cũng là một ngày cuối tuần thì chắc anh em vẫn còn được nghỉ. Thì anh em nào chưa có link chơi game trong những ngày nghỉ này thì nhớ hãy lên shopmoviet.vn nha. Hôm nay là ngày mùng 5 thì vẫn còn một chương trình ưu đãi trên shop Mô Việt, ưu đãi cực kỳ hot, anh em nhớ lên shop nha. Link Nước Mobile, Spotify, Tốc Chiến, game gì cũng có, giá cực kỳ ưu đãi, sẵn công duy giá rẻ. Hoặc là mua link theo cầu, link nhiều tướng, nhiều trang phục thì các bạn cũng có thể lên shop. Và các bạn chọn cái link mình yêu thích. Bây giờ mình chỉ muốn team fit fit một tí thôi, để đánh cho nó cân một tẹo. Chứ bây giờ mình bán cháy quá anh em ơi. Ok ok, lộp nhẹ một mạng thôi. Đó, cứ phải phiên lía đi anh em ơi. Chứ anh em đánh hay quá thì mình tạo highlight sao. Anh xin xe này gấu ơi. Yên tâm nha, mặc dù team bạn có những con tướng late game như Chrissy, như Whip, nhưng mà với chất tướng của Z-Flap thì anh em sẽ không cho những con tướng đó chơi game rất là dễ. Combo thì anh em cứ thực hiện combo giống mình chia sẻ thôi. Đây là combo cơ bản nhưng mình thấy cũng rất là đơn giản và hiệu quả. Nhiều khi thì các bạn có thể là dùng chiêu 2 trước, đánh thường chiêu cuối. Hoặc là anh em đánh thường chiêu cuối chiêu 2 rồi chiêu 1 cũng được. Nói chung là tùy theo khoảng cách. Khoảng cách gần rồi thì anh em hãy nhớ là dùng chiêu 2 hoặc đánh thường nội tại trước. Còn khoảng cách xa, các bạn muốn tấn công từ xa thì cứ chiêu 1 trước. Đến đấm nhẹ nhàng thôi. Chưa đủ chiêu mà cái DC đã cầu băng rồi. Đi nữa đấy gì mà chạy bà ơi. Tôi cũng có mình là Win Combat, không có mình là thua Combat. Đơn giản là mình là con quái vật 12-0-0. Chơi game không hỗ trợ bạn nào. Ảo tận đây, ui, không đến tầm, không đến tầm rồi. Cày thế nhở. Ủa hôm nay có khi là làm được cái clip nè, chơi game không hỗ trợ, thử thách chơi game không hỗ trợ anh em ơi. Cái này là nó hên thôi. Chứ thực ra thực hiện được cái điều này nó cũng rất là khó đấy. Nên thêm cái đồ hồi phục cho nó máu nha. Như vậy thì sẽ nhanh hơn nha. Chơi cầu băng cũng được nhưng mà không cần thiết. Con này cầu băng không cần thiết làm đâu. Cấu gì ở tí tí thôi. Bây giờ lên là bạn đủ đam nha, đủ đam nha, đủ đam nha. Đủ đam ngay. Weep weep weep, chỉ bị chết, weep chết. Đủ đam ngay, 14-0-0 anh em ơi, ghê gớm 15-0-0, không 16-0-0 là cái chắc chắn rồi. Thầy bộp quát ra kêu 16-0-0, không có mega kêu. Quá ghê gớm, đó chính là The Flash đấy anh em ơi. Và video clip mùa Việt đến đây hết rồi. Xin chào anh em, gặp lại mình tiếp theo, bye bye. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.